vào đội hình đá chính, mà thay vào đó là sự xuất hiện của Christian Eriksen ở khu vực giữa sân bên cạnh Kobbie Mainoo. Và khi anh còn thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ AZ Alkmaar. Đường chuyền lên của Ramsdale. Kiểm soát bóng nhưng họ không phải là đội áp đặt hoàn toàn. Số 7 của Man United đang bị chấn thương. De Ligt. Matthijs De Ligt đã mắc một sai lầm dẫn đến bàn thua trong trận hòa của Hà Lan. Với bước vào trận đấu này thì cả hai câu lạc bộ Southampton và Man United đều sở hữu những thống kê không mấy lạc quan. Man United và Southampton là những đội sở hữu số cầu. Đường chuyền chính xác, Ben Diaz. Không được. Nhưng đó là cú phá bóng không thực sự dứt khoát của De Ligt. Dipling. Cơ hội. Finn Dowse đã không thể một lúc vượt qua hai cầu thủ rồi dứt điểm. Bây giờ thì Matheus Fernandes cũng đã rời Lisbon để đến với Ngoại hạng Anh. Đường chuyền lên của Kobbie Mainoo. Bóng vẫn còn trong cuộc. Đường chuyền. Cameron Archer. Sức mạnh về thể chất giúp cho Matthijs De Ligt đã giành được bóng. Đường chuyền khá thông minh. Sugawara. Pha bóng nhường nhau rất nguy hiểm. De Ligt vừa cứu thua cho Man United. Tình huống lưỡng lự của Dalot khiến cho hàng thủ của Man United phải trao đảo ở tình huống này. Mảng miếng lên bóng của mình, Sugawara. Và cắt bóng của Kobbie Mainoo. Amad Diallo. Jack Stephens. Và cắt bóng chủ động của De Ligt. De Ligt. Điều bên ngoài, Dalot, không phải, đây là Bruno. Quả trao bóng nguy hiểm. Goal! Pha làm bàn của Matthijs De Ligt. Khá trầm ngâm của Erik ten Hag. Không hề có lỗi việt vị của Matthijs De Ligt. Bednarek là người đã bỏ quên cầu thủ đối phương. Anh không theo kèm. Và Matthijs De Ligt đã quá thoải mái trong tình huống đánh đầu. Bàn thắng đầu tiên của trung vệ người Hà Lan tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. De Ligt đã thách thức. De Ligt là người đã phá bóng ra. Onana. Masraoui. Cơ hội. Dalot. Đường chuyền cho De Ligt. Dứt điểm. Không thắng được Aaron Ramsdale. Sự thiếu tập trung của hàng thủ Southampton đang khiến cho Ramsdale phải chơi rất vất vả. Lại một lần nữa, bẫy việt vị của Southampton bất thành. Suýt nữa thì De Ligt của hiệp 1 trận đấu này. Đường chuyền dài của De Ligt. Quyết định. Masraoui. Sandro Martinez. Đó là tình huống xử lý rất táo bạo của Dipling.
vị trí sở trường của Deep. Pha xử lý khá hay. Chris Rashford. Sự tự tin của anh sẽ trở lại trong những tình huống đi bóng cũng như các quyết định dứt điểm. Thêm một pha xử lý tốt của Delic. Trước khi trận đấu này diễn ra thì siêu máy tính của Opta dự đoán rằng Manchester United sẽ có 52,3% cơ hội để giành chiến thắng ở trận này, trong khi đội chủ nhà chỉ có hơn 20% mà thôi. Matthijs de Ligt, Bruno, Ramsdale. Rashford. Quả tạt. Chiều cao 1m88 của Rod Stewart sẽ Fernandes kêu lên rất to và anh đang nằm sân. Walker Peters. Eriksen. Đường chuyền tốt của De Ligt cho Mazraoui. De Ligt. Cơ hội để Man United có thể gia tăng thêm cách biệt. Southampton từng là nạn nhân của họ trong kỷ lục ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh về trận thắng đậm nhất, chiến thắng 9-0 trên sân Old Trafford ở mùa giải 2020-2021. Có lẽ là Matthijs de Ligt đã gặp một vấn đề. Casemiro sẽ thế chỗ của De Ligt. Một trận đấu thành công của Matthijs de Ligt khi anh có được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới và là bàn mở tỷ số vô cùng quan trọng.